Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh nhiên thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô tu nữ và quý Phật tử, thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thưa quý vị, ngày hôm nay á, là theo như lịch thì đến đến sư chia sẻ Phật pháp đến cho quý vị, thì hai ngày đầu á, là sư cả chủ trì đã chia sẻ cho mình những cái vấn đề giáo lý hết sức thú vị. Thì sư cả là thầy bổn sư của sư, mà ngài cũng là một vị giáo thọ sư của các trường đại học và cao đẳng Phật pháp ở trong thành phố cũng như các tỉnh, cho nên tài của ngài thì hết nói rồi. Mà mình là đệ tử, mà thầy mình giảng hay quá thì mình thành ra mình cũng có một chút xíu áp lực. Thì như quý vị thấy á, ngày hôm nay do một cái nhân duyên rất là đặc biệt mà chúng ta có mặt ở đây, thì phải nói là đây là một điều rất là hy hữu, rất là hiếm có. Tại vì sao vậy? Đáng lý á, giờ này á, là mình đi chơi hoặc là mình có cái chuyện này chuyện kia để mà mình giải trí, nhưng mà mình có thể dành cái thời gian suốt 7 ngày đến đây để mình tham gia khóa thiền. Mà quý vị có biết không, là khi á, mà mình làm một cái thiện pháp thì đó chắc chắn nó sẽ mang lại kết quả an vui. Nếu như mình hành thiền, các đệ mục thiền định á, mặc dù là đời này mình chưa nói gì tới cái chuyện mà chứng đắc chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có. Mặc dù mình chỉ ngồi chơi thôi, nhưng mà mình đã gieo cái nhân. Đây là cái nhân sanh về cái cõi Phạm Thiên. Bên cạnh cái địa mục thiền định, mình còn được cô Hương Thiền hướng dẫn địa mục thiền Vipassana. Và thiền Vipassana này còn gọi là thiền tuệ, thiền giải thoát. Khi mà mình tu tập như vậy là mình đã gieo cho mình cái nhân giải thoát trong cái ngày vị lai. Có thể đời này mình chưa chứng đắc gì đâu, mình chưa giải thoát được trong đời này đâu, nhưng mà cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm trong một cái ngày vị lai. Cho nên á, ngày hôm nay mình đã gieo một cái nhân về cõi trời, cõi người, và trên hết mình gieo cái nhân giải thoát. Thì đây là một cái việc hết sức hy hữu, hết sức hiếm hoi. Thành ra mong quý vị á, mình ráng theo hết được cái thời khóa này. Và thường Phật tử mình á, hay có một cái câu hỏi là ở đây thì mình tinh tấn ghê lắm, mình ngồi thiền giỏi lắm, cái gì cũng ok hết, nhưng mà về nhà rồi á, thì sao đâu cũng vào đó hết trơn à. Thì theo sư á, kinh nghiệm cá nhân thôi, thì mình giống như cái cục pin vậy đó, pin điện thoại sạc đầy á, thì nó hoạt động, mà nó về nhà cái mình không có sạc nữa là tự nhiên nó hết pin. Thành ra quý vị ở đây thì mình có thể mình cho tập cho mình một cái thói quen á, là thí dụ như ở chủ nhật thì mình lên chùa đi, rồi mình hành thiền, cùng nhau hành thiền, sư cũng ngồi thiền chung với quý vị, rồi có những mình có thể chia sẻ Phật pháp với nhau, rồi có những câu hỏi, những cái thắc mắc mình có thể chia sẻ với nhau. Thì như vậy á, ít nhất mỗi tuần á, thì mình có thể mình nạp lại cái năng lượng để nạp lại cho mình một cái cuộc sống. Và điều quan trọng hết á, là mình có thể đem được cái gì về trong cái cuộc sống giữa đời thường hay không. Điều quan trọng của cái khóa tu là mình có thể áp dụng được
trong cái cuộc sống hay không. Cho nên á, ở đây mình là thiền sinh, trong 7 ngày này mình là thiền sinh, và hết khóa thiền này về nhà mình trở lại là một người cha, một người mẹ, một người con, một người anh, người chị trong gia đình. Thì điều quan trọng là mình khi mình trở về như vậy á, mình có thể làm tròn được cái bổn phận của một người tại gia cư sĩ, để người ngoài nhìn vô á, họ có thể hiểu là à, thì ra một người Phật tử có tu tập đàng hoàng nó khác với những cái người bình thường nhiều lắm. Khác ở đây không phải là mình cứ đi chậm, mình ăn cho thiệt chậm, mình đi mình khác người ta, không phải như vậy. Mà khác ở đây là mình sống có trách nhiệm hơn, mình sống tốt hơn. Thì nội dung bài pháp của sư chia sẻ với quý vị á, là cái bổn phận của người tại gia cư sĩ nó như thế nào. Thưa quý vị, vào thời Đức Phật á, có gia đình của chàng thanh niên Galaka. Thì gia đình này á, là một cái gia đình triệu phú. Cái tổng tài sản của họ là có 400 triệu đồng tiền vàng. Thì cha mẹ của Sinh Gá Lá Cá là một bậc thánh Tu Đà Quần, bậc thánh sơ quả. Mà quý vị biết không, bậc thánh sơ quả đó, nó khác mình ghê lắm. Thường mình cứ nghĩ sơ quả là cái tầng thánh nó thấp nhất, là nó thấp thôi. Mình thành ra mình đôi lúc mình có cái tâm trí mình coi thường. Nhưng mà thưa với quý vị, Đức Phật nói một vị thánh sơ quả, những cái việc mà họ đã bỏ lại đó, là họ bỏ lại sau lưng nó nhiều như cái ngọn núi Himalaya. Mà những cái việc mà họ còn phải giải quyết á, còn sót lại họ phải giải quyết á, nó giống như cái hòn sỏi thôi. Thì quý vị thử so sánh cái hòn sỏi mà so với cái dãy núi Himalaya thì quý vị hiểu rồi. Thì cái vị thánh sơ quả họ đoạn tận được rất là nhiều thứ. Một vị thánh sơ quả họ sẵn sàng chết vì Tam Bảo. Nếu như mà họ cúng dường, mà họ sẵn sàng họ nhịn đói, thậm chí họ không còn một cái gì hết, họ vẫn sẵn sàng họ cho Tam Bảo. Đức tin Tam Bảo của họ không bao giờ thay đổi. Trong khi đó mình ngồi ở đây thì mình tin Tam Bảo, mà về đời lỡ một cái cục gạch nó rớt trúng đầu, cái là đâu cũng vào đó hết trơn à. Nhưng mà một vị thánh sơ quả thì không có như vậy. Thì gia đình này có cha và mẹ là một bậc thánh sơ quả. Nhưng mà anh chàng Sinh Gá Lá Cá thì không một có một chút xíu đức tin nào với Tam Bảo hết. Nó ngộ như vậy. Thì cái không có đức tin ở đây á, là anh chàng này ngộ lắm. Vô chùa á, thì nghĩ là ở nhà thì có người hầu kẻ hạ, triệu phú mà, có người hầu kẻ hạ. Mà vô chùa phải gặp mấy ông sư á, cúi đầu nó mỏi cổ lắm. Rồi vô chùa á, mình phải ngồi ở dưới thấp hơn mấy sư. Thì mình ngồi mà mình, mấy ông sư ngồi ở trên, mình ngồi dưới đất, nó dơ quần dơ áo lắm, nhăn nheo rồi nó dơ quần dơ áo lắm. Cái suy nghĩ của đứa con là như vậy đó. Trong khi đó cha mình, mẹ mình sẵn sàng hy sinh cho Tam Bảo. Thì quý vị thấy, người cha đó thương con, mà trên hết là bằng cái trí tuệ của một bậc thánh đối với chúng sanh. Thì ngài thấy á, mình cái lúc mà mình còn sống á, thì cái đứa con này nó thua rồi. Nhưng mà khi chết, giờ mình chết rồi mà để con mình á, nó cũng cứ như vậy á, là không có ổn. Tại vì gặp Phật rất là khó, làm người rất là khó. Mà đã làm người, được gặp Phật nghe Pháp, mà mình lại không có gieo nhân với Tam Bảo, thì chết rồi á, mình đi đâu? Do thương như thương người con của mình như vậy, cho nên người cha mới dặn á, thôi thì bây giờ khi mà cha chết á, con ráng thì mỗi buổi sáng thì con cứ lạy sáu phương, đông tây nam bắc trên dưới, tổng cộng sáu phương, con cứ lạy như vậy cho cha. Tại vì người cha hiểu là mọi sự ở đời đều có nhân duyên đó. Từ mình mua một cái bánh, một cái kẹo, cho đến gặp bất kỳ một cái người nào đều là một cái nhân duyên hết. Thì huống chi là gặp một cái vị chánh đẳng chánh giác, đó là một cái nhân duyên rất là lớn. Cho nên người cha mới dùng cái cách này để làm một cái mẹo để hướng dẫn đứa con. Thì quý vị thấy, không phải là vào thời Đức Phật mà mới có những cái gia đình như vậy, mà bản thân mình á, thường những cái gia đình như vậy mình cũng hay gặp lắm. Có nghĩa là người cha, người mẹ rất là giỏi, thậm chí phải nói là làm đến cái chức này chức kia, là một cái vị trí thành đạt ở trong xã hội. Hoặc là một người cha, người mẹ á, là có thể là triệu phú hoặc tỷ phú, nhưng mà đứa con á, thì không ra cái gì hết.
hoặc thậm chí ngược lại, có những gia đình đó, cha mẹ rất là nghèo nhưng mà đứa con rất là giỏi. Nó giỏi nhưng mà cái sự nghèo của cha mẹ đó nó sẽ kéo lại cái tài của đứa con, làm cho đứa con không có phát huy được hết cái khả năng của mình. Nếu như nó giỏi mà nó sanh vào một cái gia đình khá giả mà có đủ điều kiện đó, nó sẽ khác, nó khác nhiều lắm so với cái tình huống mà cha mẹ nó quá nghèo. Thì những cái trường hợp á mà một người gia đình nghèo, hai bàn tay trắng mà trở thành một cái người có địa vị trong xã hội, nó hiếm tới cái mức độ có thể đếm được, thưa quý vị. Mà thử hỏi á, do nhân duyên gì mà mình chung sống trong một gia đình, và nhân duyên gì mà mình sống trong một cái gia đình nó cao thượng, và nhân duyên gì mình sống trong một cái gia đình nó thấp kém? Thì ở đây á, mình sống trong cái gia đình thậm chí triệu phú, nó tỷ phú nha, nó cũng không có quan trọng. Quan trọng là làm sao mà khi mà chư Phật ra đời, các vị Bồ Tát ra đời, các vị Thánh Tăng ra đời, các vị Thánh nó ra đời, mình có thể sanh chung vào gia đình của các vị đó. Cái đó mới là quan trọng. Chứ còn gia đình giàu hay nghèo nó cũng chưa quan trọng lắm đâu. Mà làm sao để mà mình có thể cộng trú chung với các bậc Thánh. Thánh ở đây có thể là Thánh Tăng, A-la-hán hoặc các vị Bồ Tát, thậm chí Chánh Đẳng, Chánh Giác. Làm sao để mà mình được như vậy, được cộng trú như vậy? Thì Đức Phật nói có bốn cái nguyên nhân để mà chúng ta cùng trở thành những cái thành viên trong một gia đình. Bốn cái nguyên nhân đó là gì? Cái thứ nhất đó là cha gá. Cha gá này á, có nghĩa là thí xã. Bình thường mình bố thí là được rồi. Bố thí á, thì có nhiều mức độ thưa quý vị. Bố thí có thể là mình bố thí mình cầu danh cầu lợi, mình bố thí có một cái nải chuối mà mình cầu là cho gia đạo bình an, mình cầu cho buôn mai bán đắt, rồi mình cầu đủ thứ chuyện trên trời đất hết trơn, trong khi đó mình cúng cái nải chuối thôi thì cũng có. Rồi hay là mình thậm chí là mình cao hơn một chút xíu nữa thì mình đi chùa, mình nghe pháp, mình hành thiền đó, mình đâu đó sâu thẳm ở trong cái bản thân của mình á, mình cũng mong là ở cái phước này á, nó sẽ cho mình được cái này cái kia. Mặc dù là mình không có mức độ thô thiển như cái người trước, nhưng mà mình cũng còn âm thầm mình mong được cái này cái kia. Đó là bố thí mà mình còn có cái tâm mong cầu. Và cái bố thí cái cha gá này á, nó khác với cái bố thí thường ở chỗ là mình bố thí với cái tâm xả ly, là bố thí mình không có mong cầu gì hết, cho đi mà không có cái lòng nhận lại. Đó mới là cái bố thí cao thượng nhất. Thường á, Phật tử mình hay có cái hiểu lầm là bố thí thì đừng có suy nghĩ gì hết, bố thí mà mình suy nghĩ thì nó không có phước. Thì cái đó là một cái nhầm lẫn do mình hiểu nhầm. Giữa cái bố thí cùng bố thí một thứ với nhau thì cái sự bố thí có trí tuệ nó cao hơn cái bố thí không có trí tuệ. Cái trí tuệ ở đây á, nó không phải trí tuệ mình dùng trong cái việc để mình xin cái này, mình xin cái kia, để mình xin tài, xin lộc, không phải. Trí tuệ đây là gì? Là mình hiểu do cái quả bố thí này nó sẽ cho mình những cái kết quả an vui. Đó là điều chắc chắn. Đó là có trí tuệ. Và cái quan trọng do có trí tuệ mình mới dám bố thí ở cái mức độ xả ly, là bố thí mình cho đi, không có cái lòng nhận lại. Đó. Thì bố thí nó có nhiều mức độ. Cho nên á, mức độ thấp thì mình có thể nhờ cái phước bố thí đó mình sanh vào những cái gia đình giàu sang. Nhưng mà cái phước bố thí mà nó cao cấp nữa, mình sẽ được sanh vào những cái gia đình của bậc thánh. Tại thưa với quý vị là các bậc thánh á, không có ai mà đi ki bo hết á, không có ai mà keo kiệt hết trơn. Thành ra khi mà mình có cái tâm, mình rộng mở cái tâm bố thí như vậy, mình mới có cơ hội để mình sanh vào gia đình của các ngài. Và cái thứ hai, thứ hai là sách tha, có nghĩa là chánh tính. Chánh tính nó không phải là cái kiểu mà bà ngoại mình đi chùa thì dẫn theo má mình đi chùa, rồi má mình đi chùa và dẫn mình đi chùa, thành ra mình trở thành một người Phật tử. Chánh tính ở đây không phải như vậy. Chánh tính ở đây thứ nhất là mình hiểu về nhân quả, phải tin vào nhân quả.
là giống như là lần trước là sư cả đã giảng cho quý vị, mình tin mình làm việc tốt, mình vào làm việc lành, mình sẽ được cái quả an vui. Và nếu như mà mình làm cái việc không tốt, mình làm cái việc bất thiện thì mình sẽ phải chịu kết quả khổ đau. Đó là cái niềm tin và chánh tín. Cái thứ hai, chánh tín thứ hai là mình tin Tam Bảo. Tin Tam Bảo ở đây á, không phải là tin theo cái kiểu là tin Đức Phật là một cái vị thần nào đó mà có quyền ban phước giáng họa, hay là tin Đức Phật là tới hồi mình chết đó là mình hú ngài một cái là ngài nắm tay mình, ngài kéo đi cõi này cõi kia. Không phải như vậy. Chánh tín ở đây á, tin Phật là mình tin ngài là một bậc giác ngộ, ngài hiểu đâu là con đường đưa đến hạnh phúc và đâu là con đường đưa đến khổ đau, và ngài đã chỉ cho mình cái con đường để mà mình thoát khổ. Đức Phật giống như một vị thầy thuốc, ngài thấy mình bệnh, ngài thương, ngài cho thuốc. Mà mình đem cái gói thuốc của ngài, mình đem lên bàn thờ, mình quỳ mình lại, thì cái đó không phải lỗi của ngài. Ngài cho mình thuốc là để mình uống. Cũng như vậy, giáo pháp mà ngài dạy cho mình là để cho mình thực hành. Như ngày hôm nay quý vị dành 7 ngày để mình hành thiền, mình nghe pháp, thính pháp, để mình sửa sang cái thay đổi cái nhận thức của mình. Đó là mình đang uống thuốc, chứ không phải là mình đem đem cái bài kinh lên, mình đem lên bàn thờ để mà mình lạy, hay là mình đúng giờ đúng bữa thì mình ra mình trả bài cho Phật. Phật đâu cần mình trả bài đâu, thưa quý vị. Đó. Và mình tin chư tăng là những người đang trên cái con đường thoát khổ. Tăng thì đương nhiên có phàm tăng, có thánh, có phàm có thánh đủ hết, nhưng mà ít nhất các ngài á, cũng là có cái hướng để mình đi lên, cái hướng về cái đạo giải thoát để mà dẫn chúng sanh cùng nhau giải thoát. Tin Tam Bảo như vậy mới được gọi là chánh tín. Chứ còn mình thờ Phật mà như thờ một ông thần để mà mình xin cái này, mình xin cái kia, thì xin thưa với quý vị, tới cái lúc nó đổi đạo nó dễ ợt à. Nó dễ giống như là mình bỏ ông thần này, mình thờ ông thần khác thôi, nó không khác gì hết trơn trời. Thành ra cái chánh tín nó rất là quan trọng. Và cái thứ ba, cái pháp cộng nghiệp thứ ba là sila. Sila có nghĩa là giới hạnh. Thì người tại gia cư sĩ thì đương nhiên là mình hiểu là mình giữ năm giới. Nhưng mà thưa với quý vị, không biết là quý vị nghĩ như sao, chứ tôi tin, sư tin là phần lớn Phật tử mình á, năm giới mình còn mơ hồ lắm. Không nói thì nó rai rứt cái lương tâm, mà nói thì chắc bị ném đá. Mà sư thí dụ ha, hỏi tôi quý vị thôi. Người nông dân khi họ trồng trồng lúa, họ trồng rau, họ cuốc đất, con sâu nó chết. Những con kiến, con trùng này nó sẽ mất ha, mất ổ, nó sẽ chết. Rồi khi họ trồng lên á, họ phun thuốc trừ sâu thì nó cũng sẽ chết. Rồi để họ có được cái bó rau, có được những cái hạt lúa đó họ đem cho mình ăn, rồi mình mua về á để mình ăn, thì vậy thì á, mà thử hỏi nếu mà mình không ăn á, không ăn cái bó rau đó thì họ sẽ không có trồng. Nếu họ không trồng thì con sâu đâu có chết. Như vậy mình ăn như vậy, mình có phạm giới sát sanh hay không? Hình như đó, đa số Phật tử trả lời sai. Đó. Đó, những cái như vậy đó là do chi? Do mình chưa có hiểu rõ về giới. Chưa hiểu rõ thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới. Mà cái giới hạnh thì sư mong là mình có một cái buổi để mình nói rõ hơn về cái giới này, về năm cái giới, để mình hiểu rõ thật sự đâu là năm giới của Đức Phật, mà đâu là những cái gì á mà sau này mình tưởng tượng mà có. Đó. Rồi. Năm quý vị có để ý không? Có những cái gia đình, có những cái làng xóm họ tụ tập lại với nhau, thành thôn, thành xóm, thành ấp, thành làng. Có những nơi á họ toàn là những người trường thọ. Đúng không? Và cũng có những nơi á mình tập trung lại với nhau để chi? Để cùng hưởng một cái nguồn nước ô nhiễm để tạo nên những cái ngôi làng ung thư. Rồi cũng có những nơi tại sao mà có những cái khu ổ chuột mà những người nghèo họ tập trung lại, họ sống với nhau.
Và tại sao những người giàu họ có những cái khu gọi là khu dành cho người giàu, những cái khu biệt thự, khu villa dành cho người giàu? Tại sao những cái người giống nhau lại đi về chung với nhau như vậy? Đây là do khác biệt về cái giới hạnh. Mình giữ giới thì mình sẽ được sanh vào những cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Mà mình không giữ giới, thí dụ như mình phạm cái giới sát sanh, mình giết hại chúng sanh nhiều quá, thì mình cũng sẽ cộng nghiệp chung với những người cũng sát sanh, nó gần giống như với mình như vậy. Để chi? Để chung một cái gia đình với nhau. Để chi? Để cùng uống một cái nguồn nước ô nhiễm với nhau, để thành một cái gia đình ung thư, thành một cái xóm làng ung thư với nhau. Do cái đời trước mình thiếu giữ giới. Cho nên á, cái pháp cộng nghiệp hướng thượng là mình phải ráng mình giữ giới. Người tại gia cư sĩ phải ráng giữ được năm giới. Mà quý vị ngày hôm nay á, quý vị giữ tám giới là quý vị quá giỏi. Quý vị biết không, trong kinh Tăng Chi á, mà chương tám pháp á, Đức Phật nói như vậy nè: các vị thánh tăng A-la-hán trọn đời không sát sanh, cho nên trọn ngày nay và đêm nay tôi học hạnh các ngài, tôi cũng không sát sanh. Các vị thánh tăng A-la-hán trọn đời không trộm cắp, cho nên ngày nay và đêm nay tôi học hạnh các ngài, tôi không trộm cắp. Cho đến các giới còn lại: không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không nghe nhạc thổi đờn kèn và nghe múi hát thổi đờn kèn, và không trang điểm, đeo tràng hoa sức vật thơm, không nằm ngồi để quá cao và xinh đẹp, không ăn xá giờ. Mình làm tám giới này á, thực tế là mình học hạnh của các bậc thánh tăng A-la-hán. Để chi? Để mình gieo cái nhân giải thoát trong ngày vị lai. Cho nên sư mới nói á, mình chịu tám giới này là mình đã tạo nên cái pháp cộng nghiệp hướng thượng về giới hạnh. Để chi? Để vị lai mình sanh vào những cái gia đình của bậc thánh. Chứ còn giữ năm giới thì nó hơi kém một chút xíu. Nhưng mà phải nói là mình tại gia cư sĩ mà mình giữ năm giới đã là rất giỏi rồi. Chứ nhiều người giữ không được giới nào luôn. Đó. Xin thưa với quý vị, tại sao cái việc giữ giới nó quan trọng? Là tại vì nếu như mà mình không có giữ giới mà mình có những cái pháp cộng nghiệp khác, có khi mình cũng ở chung gia đình với các bậc thánh á, nhưng mà mình không được làm người. Cũng gia đình, ví dụ như Thái tử Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, ngài ở trong hoàng cung, mình cũng ở trong hoàng cung mà mình làm con kiến ở trong hoàng cung, cũng cộng nghiệp, cũng sống chung với ngài đó. Nhưng mà thử hỏi là ngài giúp được cái gì cho mình đây? Và thí dụ ha, thí dụ trên tay sư có con kiến, thí dụ sư có thần thông, thí dụ thôi, mình biết cái con kiến này nè là 50 kiếp về trước là từng là cha là mẹ của mình á, từng là con của mình á, 50 kiếp rồi liên tục. Nhưng mà bây giờ á, là con kiến trên tay mình, hỏi mình giúp được cái gì, đúng không? Cho nên á, cái chuyện giữ giới nó rất là quan trọng. Mình cộng nghiệp chung với các ngài đã đành rồi, nhưng mà khi mà chung với các ngài mình là cái gì nó mới quan trọng đó. Thành ra mình phải phán mình giữ giới rồi. Và cái cuối cùng, pháp cộng nghiệp thứ tư là Panya. Panya có nghĩa là trí tuệ. Mà cái trí tuệ ở đây á, không phải là trí tuệ theo cái kiểu mình là người giỏi, học sinh thì nó giờ học giỏi, hay là mình biết làm ăn buôn bán, cái đó là trí tuệ của thế gian. Đây không phải là cái trí Panya mà Đức Phật đề cập. Cái trí Panya ở đây á, thứ nhất là trí về nhân quả, gọi là Kamma Panya. Trí về nhân quả là mình tin mình làm thiện mình sẽ được kết quả an vui, mình làm ác mình sẽ được cái kết quả đau khổ. Đó là chuyện không tránh khỏi. Mình tin là mình dành 7 ngày để mình tham gia khóa thiền là mình đang gieo cái nhân sanh cõi trời người, mình đang gieo cái nhân giải thoát. Mình tin như vậy. Và mình tin là một người biết bố thí, biết giữ giới, biết hành thiền, biết cung kính phục vụ, biết nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang chi kiến cho đúng. Những người làm những cái thiện pháp đó, họ sẽ được những cái kết quả an lạc. Đó là điều chắc chắn, mình phải tin như vậy. Mặc dù có thể là hiện tại, cuộc sống hiện tại của họ không được như ý, nhưng đó là do cái quả quá khứ. Quá khứ họ đã làm cái chuyện bất thiện cho nên hiện tại bây giờ họ bị đau khổ. Nhưng mà bây giờ họ đang làm cái việc thiện nè,
thì tương lai họ sẽ được an vui. Mình tin như vậy. Và mình tin là mình làm ác dù chỉ một chút xíu, chắc chắn nó sẽ mang lại kết quả đau khổ, không tránh khỏi. Không có xin, không, mình không có cầu xin ông này bà nọ mà nó hết được đâu. Khi mình đã làm ác, chắc chắn là mình phải chịu kết quả đau khổ. Đó là cái trí về nhân quả. Và cái thứ hai là cái mà mình đang thực hành đây nè. Gọi là Vipassana Panya. Đây là cái trí mà mình đang làm. Cái trí này là cái trí gì thưa quý vị? Mình hồi ngồi thiền mà mình cứ coi hơi thở ra, hơi thở vô, ăn biết là ăn, uống biết là uống, đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm. Cái biết đó đó, nó là cái trí gì? Thì cái trí này á, mình còn gọi một cái tên khác là cái trí về tam tướng. Tại vì sao? Mình quán về danh sắc. Khi quán về danh sắc như vậy, tới một lúc nào đó mình sẽ sanh ra ba cái trí tuệ về ba cái tướng. Thứ nhất là mình hiểu về cái tướng vô thường. Mình sẽ hiểu mọi thứ nó đều do duyên mà có. Có rồi phải mất. Mọi việc đều là duyên hợp hết. Có duyên thì nó tụ, hết duyên nó tan. Ngay cả cơ thể này cũng vậy thôi. Ngay cả chúng ta cũng vậy thôi. Có duyên thì mình hợp lại, mình ngồi chung một khóa thiền. Hết duyên rồi thì ai về chỗ đó. Đó là cái trí về cái sự vô thường. Mọi việc đều biến đổi không thường. Không có ai, không có vật gì mà nó còn hoài hết trơn á. Cái thứ hai là trí về cái sự khổ. Mình ngồi đây mình thấy khổ chưa? Có ai thấy khổ chưa? Thấy đau lưng chưa? Thấy đau chân chưa? Thấy buồn ngủ chưa? Đó là mình thấy về cái sự khổ. Nhưng mà cái khổ ở đây á, khổ theo Đức Phật á, là nó có ba lần. Thường mình chỉ khổ là mình thấy những cái thứ như đau chân, đau lưng thì mình thấy nó khổ thôi. Nhưng mà cái khổ của Đức Phật nó có ba. Thứ nhất là cái khổ khổ. Khổ khổ ở đây á, có nghĩa là mình phải gần gũi, mình phải tiếp xúc với những người, những vật mà mình không có ưa, mình không có muốn, mình không thích chút nào hết, mà mình phải tiếp xúc với họ, tiếp xúc với nó. Đó. Ví dụ mình không muốn đau, nhưng mà đau nó tới, bắt mình muốn tránh nó mà mình cứ phải ngồi để mình quan sát nó, mình tránh không được. Thành ra đó gọi là khổ khổ. Cái thứ hai là hoại khổ. Hoại khổ là mình phải xa lìa những cái người mình thương, mình phải xa lìa những cái hoàn cảnh mình mong muốn. Ví dụ thay vì mình được ở nhà, mình được nằm ở trên cho trong cái chăn nêm êm đệm ấm, mình gần cái người mình thương, gần chồng mình, gần vợ mình, nhưng mà mình không có gần được, mình phải ở đây. Thành ra mình thấy nó cũng là một cái sự nhớ nhung, cũng là một cái sự khổ. Cho nên á, cái chuyện mà mình xa lìa những cái người mình thương, những cái vật mình mến, đó cũng là khổ. Thì gọi đó là hoại khổ. Cái thứ ba thì gọi là hành khổ. Hành khổ là do cái sự lệ thuộc vào nhân duyên. Lệ thuộc ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình là người Việt Nam, mình mới có cái cách đi đứng của người Việt Nam, có cách ăn uống của người Việt Nam. Quý vị có để ý là có những cái món ăn á, người Việt mình ăn rất là ngon, nhưng mà người phương Tây họ ăn không nổi. Đó. Rồi vì mình là một người châu Phi, cho nên mình mới yêu những cái vũng nước mà trâu bò và con người uống chung. Mình là một người châu Phi nên mình mới yêu những cái cô gái có làn da gọi là khét nắng. Đó là cái hoàn cảnh mà mình phải sanh vào đó. Cái hoàn cảnh đó gọi là hành khổ. Mà quý vị ở đây á, mình có mặt ở đây là do vô số cái nhân duyên để mà mình có mặt ở đây được. Chỉ một trong số đó mà trục trặc thôi đó là mình sẽ không thể có mặt ở đây. Quý vị tin không? Thí dụ ha, mình có ở đây, thứ nhất sức khỏe mình phải ok, thứ hai gia đình mình phải ok, thứ ba đất nước mình phải ok, thứ tư cái cô nấu ăn cũng phải ok. Đó. Thì tất cả những cái thứ đó đó gộp chung lại thì mình mới có thể mình ngồi đây, mình yên chí mà mình hành thiền để mà mình nghe pháp. Nếu như chỉ cần một trong số đó nó có vấn đề thôi là mình không có ngồi đây được.
Đó. Quý vị tin không? Một cái gia đình, vợ chồng là những cái bậc tri thức trong xã hội, có biết làm ăn buôn bán, coi như là có của ăn của để, chồng làm giám đốc, vợ cũng tương tự như vậy. Vậy mà gia đình á, có đứa con nó rất là, có đứa con ngoan, sanh con có cái, con cũng ngoan ngoãn, nhưng mà gia đình như vậy đó tan vỡ chỉ vì một cái tấc vải, quý vị tin không? Chỉ vì một tấc vải mà gia đình tan vỡ. Cái váy của thư ký ngắn quá đó. Thì tất cả mọi thứ đều cần cái nhân duyên để nó có mặt, và cái nhân duyên thì nó tan vỡ, và mình phải sống lệ thuộc vào những cái nhân duyên như vậy đó. Cho nên đó mới gọi là hành khổ. Đó là cái trí về cái sự khổ. Cái thứ ba là trí về cái vô ngã. Mình thấy rất là rõ ràng, khi mình hành thiền thấy rất là rõ ràng, cái thân này nó không phải của mình. Để nếu cái thân này là của mình á, thì mình bắt nó đừng có đau, đừng có đau đi, nó phải nghe chứ. Nhưng mà nó không phải của mình, cho nên nó muốn đau, nó đau. Và cái thân này vì nó không phải là của mình, cho nên mình muốn nó thức, mà nó không có chịu, nó bắt mình phải ngủ. Cho nên mình hiểu cái thân này nó không phải của mình. À, chẳng những cái thân này không phải của mình mà mình cứ coi nó là của mình. Và chi mình cứ coi đây là vợ mình, đây là con mình, đây là chồng mình, đây là nhà mình, đây là xe mình. Tại mình coi cái gì nó cũng của mình hết, thành ra mình khổ. Hiểu được cái lý vô ngã là mình hiểu không có cái gì là của mình hết trơn á, trời. Đó. Thì cái trí tuệ ở đây á, mình có được cái pháp cộng nghiệp hướng thượng này á, mình mới là một cái con người có trí tuệ. Và mình mới có cái cơ hội để mình vào những cái gia đình có các bậc thánh. Tại vì quý vị biết không, khi mà các vị Bồ Tát ra đời á, mà các ngài muốn dạy mình á, ít nhất mình cũng phải thông minh chút xíu. Chứ còn mà mình ngu quá thì hỏi các ngài muốn dạy thì dạy làm sao, nó khó ghê lắm đó. Cho nên á, mình phải có trí tuệ. Và nhờ bốn cái pháp cộng nghiệp hướng thượng này, như sư đã nói, mình sẽ được sanh vào những cái gia đình danh giá, những cái gia đình tốt, tốt lành. Và trên hết, mình sẽ được sanh vào gia đình của các bậc thánh, của các hàng thánh nhân. Thì quý vị thấy không? Cái anh chàng sinh ra lá cá này á, nhưng sư nói ban đầu á, thì ảnh cũng cộng nghiệp với cha mẹ mình á, nhưng mà cộng nghiệp nó có trục trặc chút đỉnh. Thành ra cha mẹ thì giỏi ghê lắm, mà đứa con là nó trời ơi đức hỡi. Cho nên cha mẹ mới dùng cái mẹo để mà hướng dẫn đứa con của mình. Thì đứa con đâu có biết gì đâu. Ít nhất thì cái anh này á, ảnh cũng thương cha mẹ, cũng coi người có hiếu. Thành ra sáng nào cũng dúng cái đầu ướt nhẹp đó rồi lại sáu phương. Thì bây giờ mình cũng thấy là đôi lúc có những ông bà già xưa thì cũng hay lại bốn phương tám hướng, cũng hay lại. Đôi lúc đó bắt nguồn từ cái xa xưa đã có rồi, nhưng mà y như ảnh vậy đó, lại thì lại thôi, không biết mình lại cái gì. Thì vào cái buổi sáng hôm đó, Đức Phật thấy là nhân duyên của anh này đã tới rồi, cho nên Đức Phật ngài mới đi ngang qua nhà ảnh. Mà cái nhân duyên tới ở đây á, có nghĩa là tới để cho anh này anh hiểu đạo, rồi ảnh tin tâm bảo thôi, chứ còn cái thứ này thì nó không có chứng đắc cái gì đâu. Rồi thì ngài mới nói á, thì cha mẹ của anh á là một bậc thánh, thì dạy anh không phải như anh nghĩ đâu. Họ nói á, lại bốn phương tám hướng như vậy á, chính xác là lại sáu phương á, là có cái nguyên nhân, cái mục đích sâu xa ở trong. Mà anh đi anh làm cái kiểu này là coi như ông nói bà, ông nói gà bà nghe dịch rồi. Thì ngài mới nói, ngài mới giải thích từ từ, giải thích cho sinh ra lá cá hiểu thế nào là một bậc thánh. Thì ngài mới nói á, một bậc thánh trước hết là đã đoạn trừ được bốn cái phiền não. Bốn cái phiền não đó là bốn phiền não gì? Mà do bốn cái phiền não này á, mình phải sa đọa, phải đi vào những cái đường dữ. Mà bậc thánh không bao giờ sa đọa nữa, vĩnh viễn không sa đọa nữa, do bốn cái phiền não này đã được đoạn trừ. Thứ nhất là các bậc thánh trọn đời không sát sanh. Cái thứ hai
là các bậc thánh trọn đời không trộm cắp. Cái thứ ba, các bậc thánh trọn đời không tà dâm. Và cái thứ tư, các bậc thánh trọn đời không nói dối. Do bốn cái ác nghiệp này mà chúng sanh đó, nó khổ, bốn chúng sanh phải đi vào những cái đường sa đọa. Và các bậc thánh, các ngài không bao giờ làm những việc đó nữa. Cho nên các ngài tránh được khỏi bốn cái phiền não. Và sở dĩ á, sư ghi ra là bốn cái phiền não này nó quan trọng lắm thưa quý vị khi mà mình hành thiền. Thứ nhất, bốn cái phiền não này nó sẽ dẫn đến trạo hối. Có nghĩa là cái tâm mình nó rây rứt không có yên. Mình lỡ làm chuyện ác, cái tâm mình nó rây rứt không có yên. Hoặc có thể nó rõ ràng, hoặc nó sâu kín. Mà khi mình hành thiền nó sẽ lộ ra. Mà khi có trạo hối á, thì cái tâm định nó không có, tâm định nó không có mặt. Mà mình hành thiền mà mình không có định tâm được thì làm sao mà hành. Và khi định nó không có mặt thì tuệ không có mặt. Cho nên á, bốn cái pháp này, bốn cái phiền não này là mình bắt buộc mình phải giữ. Tại vì nếu như mình không giữ thì mình sẽ phiền não. Mình phiền não cách nào? Mình sẽ trạo hối. Và trạo hối thì sẽ không cách nào định tâm được. Mà không định tâm thì không thể phát sinh trí tuệ được. Cho nên Đức Phật ngài nói là một bậc thánh các ngài vĩnh viễn đoạn trừ được bốn cái phiền não. Và do các ngài đã đoạn trừ được những cái phiền não cho nên các ngài không có hành xử theo bốn cái pháp thiên vị. Là bốn cái pháp thiên vị này các bậc thánh là các ngài không làm. Chà hành đa ca tý là này là mình thiên vị vì thương. Có nghĩa là thí dụ như ngày hôm nay mình tới giờ mình lên mình hành thiền, nhưng mà cái con người họ chui lén lén xuống dưới họ ngủ. Bình thường á thì mình thấy cái nó hơi kỳ, nhưng mà thôi kệ, cái này cũng trong tập tổ chức, cái này cũng quen, coi là có máu mặt, còn mình cũng thích, coi như cũng dễ thương, thành ra mình thiên vị cho họ tí xíu, thôi kệ cho ngủ đi, không sao đâu. Thì đây là cái thiên vị vì thương. Hay trong gia đình mình cũng vậy, cũng có những đứa mà mình thương hơn người những cái đứa khác, thì đôi lúc á những cái chuyện người khác làm thì nó tầm bậy, mình không có cho. Nhưng mà cái đứa này mình thương, nó làm thì ok, nó làm thì được. Đó, đó là cái pháp thiên vị vì thương ha. Cái thứ hai, đồ xa ca tí. Đồ xa ca tí là thiên vị vì ghét. Thì cũng y chang vậy thôi. Thì có những thứ ai làm cũng được hết trơn á trời, nhưng mà cái đứa này mình ghét cho nên nó không có được làm. Chuyện này thường hay gặp. Một là tại vì thương, hai là tại vì ghét. Thành ra có chuyện mà cái người này làm thì nó ok, mà đứa kia làm thì nó không có được. Thì một vị thánh họ sẽ trừ được hai cái pháp cái thiên vị này ha. Rồi, cái thứ ba, pha dài ra tí là thiên vị vì sợ. Có lạ không quý vị? Chắc không lạ đâu ha. Thí dụ như có những cái chuyện á, không có ai dám làm hết, nhưng mà ông sếp làm thì ok. Hay là có những chuyện mà người coi như là mình không có dám làm, nhưng mà cái người mình sợ á, thì mình thôi kệ, chia mọi người đều với nhau, mình thôi chia cho cái người đó chút đỉnh. Tại họ là sếp mình, người đó ở trên mình, có cái quyền quyết định sanh tử của mình. Thành ra mình thiên vị cho họ tí xíu. Thì đây là thiên vị vì sợ. Và cái thứ tư, thiên vị vì si. Moha ga tí. Cái thiên vị vì si á, là do đôi lúc á, mình hay biện minh là tôi đâu có biết cái gì đâu, tôi làm vậy thôi, tôi đâu biết cái gì đâu. Mình hay biện minh như vậy. Hoặc là mình biện minh vì do cái sự thiếu sót của bản thân. Do mình không có hiểu nhiều cái chuyện mình làm, mà mình không hoàn toàn, mình không hiểu gì hết, mình vẫn làm. Người ta nói là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Đó, thì đó là cái thiên vị bị si. Cho mình không hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thì bốn cái pháp thiên vị này á, nó sẽ dẫn chúng sanh vào những cái cõi đọa lạc.
Tại vì sao? Người đáng cho mình không cho, người không đáng cho mình lại cho. Mình tập cái tánh đó đó, thưa quý vị, tới hồi mà mình gặp các bậc thánh á, mình cũng làm y chang như vậy. Tại sao vậy? Khi mà các bậc thánh ra đời á, phải nói là trừ khi những cái bậc chánh đẳng chánh giác các ngài mới biết thôi. Chứ còn mà phàm phu không ai nhận ra đó. Mà các bậc thánh á, đôi khi do cái hạnh của các ngài á, các ngài có thể là do làm những cái hình tướng nó xấu xí, hoặc là làm những cái chuyện nó khó coi. Mà mình cứ theo những cái pháp thiên vị như vậy á, mà mình gặp các ngài mà mình đi mình chê bai, hoặc mình làm hành xử nó gọi là không có xứng đáng á, thì có phải là tội lỗi không? Lúc đó cái nghiệp ai lãnh? Mình lãnh chứ ai lãnh? Thành ra bốn cái pháp này mình ráng mình đừng có phạm phải. Và thưa quý vị, các bậc thánh các ngài sẽ không bao giờ phạm vào bốn cái pháp thiên vị này. Do bốn cái pháp thiên vị này á, nó có ba hạng người. Ba hạng người. Hạng thứ nhất, lấy mình làm trọng. Cái hạng này á là sao? Mình làm bất kể cái chuyện gì, miễn sao mình thích thôi. Bất kể chuyện nó thiện ác tốt xấu làm sao, miễn làm sao mình thích thì thôi. Mình thích uống rượu là mình đi uống rượu, mình thích câu cá là mình đi câu cá. Hoặc thậm chí mình thích ngồi thiền là mình ngồi thiền thôi. Thiện ác bất kể, chỉ miễn làm sao nó vừa với cái sở thích của mình là mình làm. Mà thưa với quý vị, cái người này nguy hiểm vô cùng. Tại có chắc những cái thứ mình thích đó, cái gì nó cũng tốt không? Mà thường mình thích tầm bậy thì nhiều. Còn thích mà thích ngồi thiền, thích nghe pháp, thích bố thí cái hơi hiếm mà. Đa số mình thích làm bậy thì nhiều. Giờ quý vị ra ngoài thử mà gợi ý cho quý vị mà làm cái chuyện tốt thì nó khó ghê lắm. Giờ thí dụ mình gợi ý mình làm cái chuyện gì tốt á, không biết gợi ý cái gì, chứ còn mà gợi ý ba cái chuyện tập bậy nó nhanh ghê. Gợi ý là đi ra đường cái là gặp liền, đi vài bước cái là gặp đó. Cho nên cái khuynh hướng chúng sanh á, sống ác nhiều hơn sống thiện. Mà mình cứ làm theo cái mình thích á, thì đa số mình sẽ thiện ít hơn là ác, ác nhiều hơn thiện. Cái thứ hai là lấy tiếng đời làm trọng. Thì lấy tiếng đời này á, thì cũng như cái trước, có khi thiện, có khi ác, hên xui. Tại vì sao vậy? Có khi á, trong cái xã hội mình á, thì có luật pháp, thì họ sẽ quy định là cái chuyện này là được làm, cái chuyện này không được làm, thì mình tuân theo luật pháp thì ít nhất mình cũng giữ được cái giới, đúng không? Không có được giết người, không có được trộm cắp đó. Nhưng mà có những cái thứ mà pháp luật đâu có quy định đâu. Ví dụ như không có ai cấm mình đập đầu cả hết, không có ai cấm mình, không có ai cấm mình giết gà giết heo hết, đúng không? Thì có khi á, quan điểm của xã hội là tới giỗ quải rồi tới cái ngày, những cái ngày lễ kỷ niệm á, là mình phải đồ tươi tươi sống. Mua cá là không có được mua nó chết ương, mà phải mua nó còn sống như vậy á, đem về đập đầu để mà mình làm mình đãi. Thì đó cũng là những người mà lấy xã hội, lấy tiếng đời làm trọng, thiện ác chưa biết. Thì tại vì tiếng đời mà có khi á nó tốt mà cũng có khi nó không tốt. Sư ví dụ cái nữa, thí dụ như bây giờ xã hội ông bà cha mẹ mình quan niệm á, là chết rồi á là mình phải đốt vàng mã, mình phải cúng cái này cúng cái kia, đôi lúc là có khi cúng là linh đình ghê lắm đó. Thì mình theo những cái thói quen, những cái tập quán đó, thì do cái tiếng đời mà nếu mình không làm thì người này người kia sẽ nói ra nói vô. Thành ra đôi lúc mình cũng biết cái chuyện đó là không nên, nhưng mà thôi kệ, mắt nhắm mắt mở làm. Thì thưa quý vị, đó là những cái giây phút phản bội chính mình. Mình hiểu cái chuyện đó không nên làm, nhưng mà mình vẫn ráng mình làm, thì có phải là phản bội mình không? Đó. Rồi. Và cái người thứ ba, cái hạng này mới là hiếm nè. Có nghĩa là lấy pháp làm trọng. Thưa với quý vị, may mắn là mình sanh vào cái gia đình và một cái xã hội có chánh kiến, một xã hội có tam bảo xuất hiện ở thế gian. Chứ nếu như tam bảo không xuất hiện ở thế gian á, mình đâu có hiểu cái chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đâu. Quý vị thử nhìn coi, mình là một người Phật tử, ít nhất mình cũng hiểu là ráng thôi, ráng giữ năm giới. Có khi mình giữ không được năm giới mà mình vẫn biết là năm giới nó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Nhưng mà những cái người không có đạo á, họ đâu có biết cái chuyện đó.
những người không có đạo họ sống theo ý thích, hoặc là làm theo hai cái hạng người ở trên, hoặc lấy bản thân mình làm trọng, hoặc lấy cái tiếng đời làm trọng. Coi như người ta dạy cái gì nghe theo cái đó, không có khả năng biện luận, không có khả năng suy xét. Và cái người có lấy pháp làm trọng, thứ nhất mình phải nghe nhiều, thứ hai mình phải biết suy nghĩ. Tại vì á, đâu phải cái gì mà sư nói nó cũng đúng đâu. Nếu mà quý vị cứ tin sư á, thì lỡ chẳng may mà sư là một cái người tà sư, một cái người mà ham danh ham lợi, nói để mà quý vị cúng dường để được cái này được cái kia, thì có phải chết mình không? Đúng không? Mà phải nói là cái thời đại này á, xin thưa với quý vị là Google á, nó chưa có tính phí đâu thưa quý vị. Người ta nói cái gì, mấy ông sư nói cái gì, ghi chép lại, tìm hiểu, coi nó nằm ở trong cái kinh nào, nằm ở trong cái đoạn nào. Được thì hỏi thẳng ông sư luôn, người sư nói gì sư căn cứ vào đâu, chứ không phải người ta nói gì mình cũng tin hết. Đó, thì đó là mình lấy pháp làm trọng, cái nào đúng thì mình mới theo. Chứ không phải là tại vì mình thương ông thầy đó quá, thấy ông thầy đó đẹp trai, thấy ông thầy đó nó nói chuyện nó dễ thương, hay là nhiều lúc mình tới chùa chỉ bởi vì nguyên nhân là nó gần nhà. Đó, thì thử hỏi, tôi hỏi quý vị nha, mình có bệnh, mình đi khám bệnh, thì quý vị khám bệnh có phải là tại vì bệnh viện nó gần nhà không? Có phải là tại vì bác sĩ nó đẹp trai không? Không phải. Mà mình đi khám bệnh tại vì cái chỗ đó nó chữa được bệnh. Cũng như vậy, mình đến chùa, mình gặp sư, mình tiếp xúc là tại vì vị đó có thể hướng dẫn được mình có thể học được một cái gì đó, pháp học hoặc pháp hành. Nhưng quý vị đến đây ngày hôm nay tham gia khóa thiền 7 ngày, tại vì sao? Tại vì ở đây có người hướng dẫn mình hành thiền. Chứ không có lý, chứ không phải là tại người này người kia hay là tại chùa nó gần, đâu phải vậy đâu. Thì khi mà mình là một cái người lấy pháp làm trọng á, thì mình sẽ tránh được rất là nhiều cái rủi ro trong cái cuộc sống hiện tại cũng như mai sau. Do đây á, là Đức Phật dạy cho hàng tại gia cư sĩ, cho nên Ngài chỉ nói những cái việc nó thô thiển, những cái việc nó lớn lao mình có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Còn những thứ vi tế như quán chiếu danh sắc, về quán chiếu ngũ uẩn, quán chiếu hơi thở này nọ, Ngài không có nói tới. Tại vì cái đó là cần đi vào cái chiều sâu. Và Ngài nói ở đây là chi? Đó là bổn phận của cái người tại gia cư sĩ. Thứ nhất, mình phải sống như thế nào để mình có thể cộng nghiệp, cộng chú chung với những gia đình của các bậc thánh. Và mình phải sống như thế nào để mình tránh được những cái pháp thiên vị, để khỏi phải đi vào những cái cảnh sa đọa. Mình phải sống như thế nào để mà mình là một cái con người cao thượng, mình không phải phạm vào những cái phiền não. Thì tiếp theo á, Đức Phật Ngài nói có 6 cái nguyên nhân mà làm cho người tại gia cư sĩ mất mát tài sản. Thường ai cũng thích giàu đúng không? Ai cũng thích gia đạo bình an hết. Nhưng mà Đức Phật nói do 6 cái nguyên nhân này mà gia đình đổ vỡ, do 6 cái nguyên nhân này mà tài sản mình bị thất thoát. Nguyên nhân thứ nhất là gì? Thích rượu chè. Hỏi gì chứ tại sao ông thích rượu chè này, nó nguy hiểm. Trong Tăng Chi với Đức Phật nói, cái người mà mê uống rượu á, họ sẽ không thấy là không bao giờ thỏa mãn hết á. Họ cứ muốn uống hoài thôi, họ không bao giờ họ thấy thỏa mãn. Mà khi uống rượu sẽ gì tốn hao tài sản, tại sao? Tốn tiền. Không có tiền sao uống? Thành ra khi mà mình uống rượu là mình phải tốn tiền. Đây là rượu nha, còn ba cái thứ chất kích thích là nó còn tốn bạo tàng nữa. Đó. Thì cho nên á, cái nguyên nhân đầu tiên mà cái việc mà uống rượu nó làm mình tốn hao tài sản là do nó phải tốn kém. Cái thứ hai là rượu vào thì lời ra. Mà thành ra khi mà tiếng qua tiếng lại thì nó sanh ra xung đột. Không có ai mà uống rượu, uống rượu xong rồi mình ngồi yên rồi mình ngủ thì nó khỏe quá rồi mà. Không đâu, mấy ông không đâu. Uống là phải nói, mà nói là có chuyện. Nhiều lúc không nói đâu, nhìn nhau một cái là thấy nhìn đẻo, là cũng có chuyện. Cho nên á, uống rượu nó dễ sanh xung đột. Cái thứ ba là hồi xưa người ta nói á, bụng bự thì sang. Mà ngày nay á, bụng bự là gì? Sơ gan với tiểu đường.
Đó. Thì khi mà mình uống nhiều á thì sao? Cái gan mình, cái cơ thể mình, cái nội tạng mình nó gánh hết. Hồi xưa cái hồi mà sư còn thầy gia cư sĩ thì cũng có những cái lúc mà mình uống mà trời ơi, phải nói là cái lúc tỉnh rồi á là suy nghĩ không biết tại sao mà mình tống ba cái chất độc nó vô cơ thể, ngồi tỉnh dậy nó nhức đầu, nó nặng người vô cùng đó. Cho nên á nó phá hoại cái cơ thể mình từ trong ra ngoài. Thành ra người uống rượu thì mình sẽ bị dễ bị bệnh. Và tiếp theo là mình uống rượu thì cái danh dự mình nó sẽ bị suy giảm. Cái gì thử nghĩ cái tình trạng mà người cha mà xỉn mà lôi con ra dạ thì đứa con nó có nể không? Hình như không, hình như không. Mà thường á mình nhậu vô thì mình lại hay nghĩ tới những cái chuyện này chuyện kia rồi mình hay lôi nó ra. Nhưng mà thực tế khi mình uống vào là cái danh dự mình nó đã giảm đi rồi. Và người không có danh dự thì không nói năng được cái tiếng gì hết trơn á trời. Và tiếp nữa, do uống rượu cho nên á những cái bí mật, những cái chỗ mà nó kín đáo là mình lòi ra hết, nó xì ra hết. Mình đâu có giữ được bí mật đâu, say rồi mà thì nó muốn moi cái gì nó moi. Thành ra cái nguyên nhân nữa là do mình để lộ những cái chỗ kín đáo. Và cuối cùng, tại sao mình uống rượu? Là gì? Vung gươm chém nước, nước chảy mạnh. Mượn rượu tiêu sầu càng sầu hơn. Mình muốn, mình thích cái cảm giác lâng lâng á. Mình thích cái cảm giác mà nó quên đi những cái căng thẳng trong cuộc sống. Mình muốn quên đi cái này, quên đi cái kia. Mình muốn tìm cái niềm vui, đúng không? Mình muốn tìm cái niềm vui trong cái men rượu. Và thậm chí là trong những cái chất kích thích, ví dụ như là ma túy hay là những cái khác, thì mình không cần trí tuệ. Công nhận không? Mình cần những cái niềm vui đó, mình không cần trí tuệ. Lâng lâng mà đâu cần phải suy nghĩ gì đâu. Do cái nhân duyên đó, đời sau á, mình muốn vui, mình sẽ được vui. Và vui kiểu gì? Kiểu là chiều chiều nắng nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Thì mình vui không cần trí tuệ mà. Thì mình cũng sẽ được cái kết quả vui không cần trí tuệ trong đời sau kiếp khác. Thành ra nặng á, thì coi như là nó khùng từ nhỏ. Còn mà nhẹ hơn một tí á, là do trong cái cuộc sống, cho tới một cái do cú sốc tâm lý nào đó, do một cái tai nạn nào đó, mình cũng sẽ trở thành một cái người thiểu năng. Có nghĩa là khi mình uống rượu như vậy là mình đã gieo cái nhân không tôn trọng trí tuệ, do đó mình sẽ bị tổn hao trí tuệ. Do những cái nguyên nhân này nè mà Đức Phật nói á, khi mà mình đam mê rượu chè là mình đã góp phần làm cho gia đình tan vỡ và góp phần làm cho tài sản của mình nó bị hao tổn. Nguyên nhân thứ hai mà người tại gia cư sĩ hay mắc phải là đi sớm về muộn. Cái này thì mấy người có gia đình hiểu lắm nè, hiểu hơn xưa, đúng không? Hồi xưa thì không có gì đâu, mà bây giờ coi như là thí dụ mà gia đình nào mà có người chồng người vợ mà đôi lúc khuya quá không về, hay là thậm chí qua ngày hôm sau cũng chưa thấy mặt mũi đâu là có chuyện. Mà rất nhiều những cái gia đình đổ vỡ tại vì ông chồng vắng nhà suốt, tháng mới về một lần hoặc thậm chí vài tháng mới về một lần. Gia đình đổ vỡ cũng từ đó mà ra. Và khi mà mình đi sớm về muộn như vậy á, nó có những cái tai hại là sao? Tự mình đặt bản thân vào những cái tình huống nguy hiểm, đúng không? Thí dụ như là những cái chuyện trộm cướp hay những cái chuyện mà bất toàn bất trắc nó thường nó xảy ra vào ban đêm. Tại vì ban đêm ăn hôm á, cái khả năng phản ứng, cái khả năng tự vệ của mình lúc nào nó cũng kém hơn. Cho nên á, là khi mình đi sớm về muộn như vậy là mình tự đặt bản thân mình vào cái tình huống nguy hiểm. Cái thứ hai là tài sản vợ con, tài sản và vợ con không có ai bảo vệ. Như sư nói hồi nãy, biết bao nhiêu gia đình tan vỡ chỉ vì người chồng vắng nhà. Thì nhân đây á, sư có một cái câu chuyện vui thôi.
Thì bà vợ bà mới nói với ông chồng á, hồi xưa á, tôi cưới ông thì ông đâu có cái chuyện gì đâu, bây giờ ông có hay đi sớm về trễ, bây giờ tôi ra ông một cái gọi là cái tối hậu thư, nghĩa là 10 giờ mà ông chưa về tôi khóa cửa tôi ngủ. Ông chồng nói ok, bà muốn khóa cửa bà ngủ thì ok, ông làm cái chìa khóa. Thì bà thấy cái chuyện này không ổn, ông không có xin dê gì hết. Thì bà mới ra cái tối hậu thư thứ hai, bây giờ 10 giờ mà ông chưa về tôi mở cửa tôi ngủ. Ông chồng mới quản hồn. Bây giờ bà vợ bà nằm tê dê đó, rồi hàng xóm đó, rồi trộm đó, rồi nó vô nó vinh hồi nào không hay, nó muốn vinh cái gì nó vinh. Rồi sao thật ra ông hết dám ông về trễ. Cái này tôi sư không có suối nha. Thì khi mà mình đi sớm về trễ như vậy á, thì sao gia đình vợ con và tài sản của mình không có ai bảo vệ. Và cái nguyên nhân nữa là khi mình đi sớm về trễ á, mình sẽ bị tình nghi làm cái chuyện ác. Không cần biết là anh có làm hay không, nhưng mà cứ cái giờ đó mà anh cứ lảng vảng ở bên cái khu vực đó là chắc chắn là người ta phải nghi ngờ, đúng không? Và khi mình tình nghi như vậy á, thì có phải mình sẽ trở thành nạn nhân của những cái tin đồn thất thiệt không? Người ta đồn cái gì là thấy là thế nào cũng coi kéo ra, tại sao cái giờ đó mà thấy là còn ở ngoài đường, hay là nhiều lúc đi không có thấy mặt mũi đâu hết, thì đi sớm về trễ, đi ban đêm ban hôm như vậy không hiểu họ làm cái gì, thì chắc chắn mình sẽ trở thành cái nạn nhân của những cái tin đồn thất thiệt. Mà khi như vậy rồi đó thì đương nhiên mình sẽ mang cái phiền não vào người. Đang yên đang lành không muốn, tự nhiên mình muốn phiền não làm gì, đúng không? Cho nên trừ phi cái công việc mà nó không thể khác hơn nữa, trừ khi đây là cái công việc làm cái kế sinh nhai, làm ăn kiếm sống bắt buộc, mình không có lựa chọn nào khác. Chứ còn ngoài ra cái việc đi sớm về trễ nó là cái nguyên nhân dẫn đến gia đình đổ vỡ và dẫn đến tốn hao tài sản. Và cái thứ ba đó là la cà đình đám. Quý vị là người tại gia cư sĩ, mình có thể suy nghĩ là thôi tôi sống sao miễn sao tôi không phạm năm giới thì thôi, suy nghĩ như vậy thì được. Nhưng nếu như mình suy nghĩ á, tôi hưởng thụ nó không có lỗi gì hết, tôi có tiền tôi có quyền tôi hưởng thụ, thì đó là tà kiến. Tại vì á, như quý vị thấy ngày hôm nay mình ở đây tham gia khóa thiền 7 ngày, quý vị có cái thời gian để mà mình đi chơi không? Không có. Mình có cái thời gian để mà mình mở điện thoại mình nghịch không? Không có. Như vậy nếu như mà mình dành cái quỹ thời gian trong ngày của mình á cho cái việc chánh niệm tỉnh giác, cho cái việc tu tập, mình không có cái thời gian để mà mình làm những chuyện khác, thời gian ngủ cũng không có nữa mà. Đó. Sở dĩ mà mình đi kiếm những cái thú vui ở ngoài có phải là tại vì cái não trạng của mình có vấn đề không? Mình không tìm được một cái thú vui khác, mình không tìm được một cái gì nó có hứng thú với bản thân mình, cho nên mình mới tìm những cái thú vui bên ngoài. Và tôi hỏi quý vị, thí dụ như mình đi coi ca nhạc, mình đi coi phim, có phải là họ ca mà họ ca họ kêu mình đi bố thí, họ kêu mình đi giữ giới, còn họ kêu mình đi hành thiền? Không có. Hình như không có. Hiếm ghê lắm. Mà nếu có thì chắc quý vị cũng không có đi coi đâu ha. Mà sao? Nó có những bài ca, nó có những bộ phim, nó liên hệ tới tham dục. Tại vì bây giờ họ ca bình thường chưa có đủ, họ còn phải có vũ đạo nữa. Họ đóng phim bình thường không đủ, họ còn phải đóng phim trên cái cấp độ bình thường nữa. Thì khi mà mình xem những cái đó, mình chưa chứng thánh mà, thì cái tham dục của mình nó sẽ tăng trưởng. Tâm tham nó tăng trưởng. Mà cái tâm tham, tâm thiện hay tâm bất thiện? Tâm bất thiện. Mà đâu phải là mình coi một mình đâu. Đâu phải chỉ có một người coi cái bộ phim đó đâu. Đâu phải chỉ có một người nghe cái bài ca nhạc đó đâu. Rất nhiều người. Mà ca rất nhiều người như vậy cùng nhau cộng một nghiệp rất là lớn. Mà lần trước sư cả đã nói gọi là cái gì? Cộng nghiệp. Khi mình cộng nghiệp như vậy mà với cái số lượng đông đảo như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Và khi có những cái bộ phim, có những cái ca nhạc, nó kêu gọi cái gì? Kêu gọi cái sự hận thù, nó kêu gọi cái sự đấu tranh, nó kêu gọi cái sự chém giết, cái sự
đổ máu. Đôi khi xin thí dụ cái bộ phim bình thường thôi, một cái vị tướng ra trận chém giết kẻ địch, do đây là cái nhân vật chính mà, cho nên mình thấy người ta giết thì mình hào hứng, giết được kẻ thù mình hào hứng. Mình đâu có biết là mình đang âm thầm mình gieo cái nghiệp đâu, mình đang cộng cái nghiệp sát sanh, đúng không? Mặc dù đó chỉ là bộ phim thôi, nhưng mà mình đã cộng cái nghiệp rồi, do mình có cái sự ham thích trong cái sự giết chóc. Đó là chưa kể những cái bộ phim khác, những cái bài ca nhạc khác mà mình cùng nhau mình kết cái lòng thù hận, mình cùng nhau mình kết cái tham sân, nó tăng trưởng như vậy thì chắc chắn là mình sẽ cùng nhau sống trong cái hoàn cảnh khổ đau. Cho nên á, cái chuyện mà mình la cà đình đám này, nó không phải là mình phải chơi bời lêu lỏng tới cái mức độ ghê gớm nó mới nguy hiểm, mà thậm chí những cái thú vui và tao nhã bình thường nó cũng đã nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Cái nguyên nhân tiếp theo thứ tư là cờ bạc. Nếu như sư nghe không nhầm thì hình như là tới World Cup rồi, đúng không? World Cup thì bắt đầu là cá độ, mà có ai mà cá chén chè chén cháo đâu, không chơi phải chơi lớn mới chịu. Thì khi mà mình đam mê cờ bạc như vậy á, chắc chắn là mình phải tốn hao tài sản. Người ta nói cờ bạc là bác thằng bần, từ xưa tới nay chưa có ai giàu bằng cờ bạc mà nó lâu dài hết đó. Cho nên á, mà cờ bạc như vậy khi mà mình cá độ thì khi nếu mình thắng thì mình sẽ sân oán thù, tại vì mình có người thắng phải có kẻ thua, đúng không? Thắng là mình sẽ sân oán thù, mà mình thua thì mình sẽ sanh sầu muộn. Cho nên khi mà mình cá độ như vậy thì thắng hay thua nó đều không có lợi. Rồi, và tiếp nữa, một người mà đam mê cờ bạc, lời nói trước tòa của họ không có hiệu lực, tại vì họ có thể là họ do nợ nần, do cá cược, họ sẵn sàng họ nói bất cứ thứ gì. Cho nên lời nói của một người đam mê cờ bạc, cái lời nói nó không có giá trị. Và tiếp nữa là họ sẽ bị bạn bè và đồng nghiệp coi thường, đúng không? Cuối cùng là người mà thích cờ bạc như vậy, thích ở cái mức độ mà nặng nề á, là ế cái chắc rồi. Tại đâu có ai dám cái gã. Thí dụ như mà quý vị thấy là cái người đó mà đam mê coi như là cá độ, đam mê cờ bạc mà nó lậm quá rồi, đâu có dám cưới đâu, gia đình cũng không dám gả nữa. Cho nên á, một người mà đam mê cờ bạc, cái vấn đề cưới gả của họ nó là một cái vấn đề lớn, họ sẽ không có được người ta tín nhiệm để mà gả con gái cho. Đó là chưa, đó là nam nha, còn nữ thì thôi là không cần phải nói nữa. Rồi tiếp theo thứ năm là thân cận bạn xấu. Thì hỏi quý vị coi, tại sao thân cận bạn xấu này nó nguy hiểm? Quý vị có biết là trong hầu hết các bài kinh mà có liên quan tới cái vấn đề tu tập, Đức Phật đều nói một trong những cái vấn đề quan trọng là mình phải biết chọn bạn mà chơi, phải biết gần gũi cái người mà đáng gần gũi, còn những cái thứ bạn xấu á, mình phải biết tránh đi. Tại sao vậy? Tại vì á, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đơn giản như vậy thôi. Trừ khi á, mình có cái lòng đại bi, mình vì cái nhân duyên đặc biệt mình có cái lòng đại bi, mình muốn tế độ ai đó thì mới gần gũi thôi. Nhưng mà thưa quý vị, Đức Phật ngài có nói như vậy, cái con voi á, nó xuống dưới hồ ao sen á, có rất là nhiều chuyện để cho nó chơi. Nó có thể nó tắm nước hồ, nó tắm ao sen, nó hái ngó sen, nó bứt bông sen, nó nhai ngó sen, nó đủ thứ chuyện để nó chơi hết. Nhưng con thỏ không làm được chuyện đó. Cũng như vậy, một bậc trí tuệ, một người có tu hành, có đạo hạnh, khi các ngài va chạm với cuộc đời, các ngài va chạm với cuộc sống, các ngài không có bị ô nhiễm. Nhưng mà mình á, đa số phàm phu mình thì không có được như vậy. Mình thì mình hay kêu gọi
Phật giáo phải hòa đồng với đại chúng, Phật giáo là phải thâm nhập vào với chúng sanh, mình gọi là cái pháp môn phương tiện. Nhưng mà đôi khi á, cái chữ phương tiện này chẳng qua chỉ là một cái lời biện minh màu mè cho cái sự thỏa hiệp hoặc thậm chí là đầu hàng. Mình cứ hòa nhập biết rồi á, mình với đời không phân biệt được luôn. Cái mấy Phật tử mà mới vô chùa á thì kính trọng mấy sư ghê lắm, mà vô chùa mà quen mặt rồi á là coi như là dỗ dai lên như anh em với nhau luôn đó. Cho nên á, mình phải hiểu mình là cái gì. Mình là con voi thì mình là con thỏ. Nếu mình muốn độ chúng thì mình phải tự hiểu năng lực mình tới đâu. Nếu mà không á, thì Đức Phật nói khi mình tiếp xúc với bên ngoài, tiếp xúc với những người xấu ác á, nên với cái tâm trạng đề phòng, giống như một người chiến sĩ ra trận, giống như một người thiếu nữ mà giữ gìn trinh tiết của mình, phải hết sức đề phòng. Tại vì sao? Mới đầu á, mình thấy nó rất là kỳ. Ví dụ như hôm bây giờ mình lên hành thiền mà có mấy người họ chui vô phòng họ ngủ, mình sẽ thấy rất là kỳ. Nhưng mà lâu dần á, mình sẽ thấy bình thường. Và tới một cái lúc nào đó mình thấy nó hay là thôi kệ, ngủ chứ không sao. Thì thành ra là mình tới cái lúc đó là mình cũng đi chung với người ta luôn. Là bắt đầu á, sư không nói cái chuyện hành thiền nữa, mà nói là ở ngoài đời khi mình gần gũi với bạn xấu như vậy thì sao, những cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là coi như là mình đi hết. Thành ra cái chuyện mà gần gũi bạn xấu nó vô cùng nguy hiểm, nó sẽ gây cho cái sự đổ vỡ và làm cho cái tài sản của mình nó bị hao tổn. Và cái nguyên nhân cuối cùng Đức Phật nói là do lười biếng. Cái này thì chắc chắn rồi. Cái người mà lười á, họ có đủ cái lý do hết, đủ lý do để khỏi phải làm. Ví dụ nóng quá, lạnh quá, sớm quá, trễ quá, hoặc thậm chí đói quá không khỏi làm, hoặc là mới ăn xong, ăn no quá thôi làm gì. Thì họ có đủ cái lý do để họ không có làm. Thì mình trên cái tinh thần tự giác, thì một cái người mà làm biến như vậy, xin thưa với quý vị, miệng ăn núi lở, không có một cái tài sản nào lâu bền được hết với một cái người lười biếng. Tại sao? Họ lười biếng, họ không làm được tài sản, mà mình chỉ biết hưởng thụ mà mình không tạo phước, thì phước ở đâu hưởng hoài. Cho nên do xấu của nguyên nhân này mà người tại gia cư sĩ nó sẽ mất mát tài sản. Rồi thì cái thời pháp đến đây á, thì nó cũng vừa đủ. Thì bữa sau á, mình sẽ có cơ hội để mình học tiếp là những cái bổn phận của mình á, đối với ông bà cha mẹ, rồi những cái bổn phận của vợ chồng đối với nhau, đối với bạn bè, đối với thầy tổ. Đó là những thứ mà mình cần phải biết đến, cần phải học để mình trở thành một người Phật tử có ích cho bản thân và có ích cho xã hội. Thì do cái sự phước báo mà sư đã làm và quý vị đã làm trong ngày hôm nay, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo hòa sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia.